hàng hàng các bác ơi. Hả? Phi á? Chim á? Chim phải lên ngay không đứt đấy. Không lên được à? Ui dồi, chim to đấy. Cần bé quá, lên lên lên. Ui ghê thật. Cho dòng tí hả? À, xin chào các bác nhé. Hôm nay cuối tuần tôi lại dẫn các bác đi câu cá sông tự nhiên. Hôm nay là tôi về quê ngoại ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Thì trước mắt chúng ta là con, trước các bác là con sông Giá. Sông rất là rộng. Đây, bây giờ tôi ra đây câu. Đây là có một hai anh em đang ngồi đây rồi. Đang câu lăng xê đây. Trưa vừa mới ăn cơm xong rồi, bây giờ sang ngồi đây. Tiệm câu này rất là đẹp. Lôi à. Đấy, trước mắt các bác là sông Giá ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Rộng mênh mông. Ở đây là rất nhiều cá to, cá mấy chục cân có. Già lang xe đây, hy vọng là tía được cá to. Tình hình nào? Hả? Cá con, cá tép á? Nhiều lắm à? Sâu không? À, thế cũng được. Nhưng mà đừng công bằng cái bạn có. Nó bắt quả. Chỗ này có bắt quả à? Tôi đã sang bên này ngồi. Đây là lần đầu tiên tôi câu ở sông này, không biết là có ăn thua không. Đẹp, đang xem có điện nào. Xe đang bèo à, chỗ kia nhiều nhiều gai không được. Ngồi đây là ngồi ngay miệng cống này thôi. Mưa đấy. Ôi. Bé. Đúng không? Hàng hàng các bác ơi. Phi á? Chim á?
chim phải lên ngay không đứt đấy. Không lên được à? Ui dồi ôi, chim to đấy. Chắc vàng vàng từng to nhưng mà mải quá. Ui dồi, khéo nó đứt, đứt cước ấy. Có lại nửa cân gì vậy? Đứt chưa? Mày quá, nó căng mớm. Cũng phải răng mày kìa, hồi sau rồi. Mày đấy. Mày có lên bật. Mưa các bác ạ. Hơi hơi nguy hiểm đấy, sấm hơi ghê. Anh em tôi vừa đi trú mưa xong, bây giờ tạnh tí lại ra câu tiếp. Hôm nay thời tiết nắng sáng nắng to, bây giờ lại chiều lại mưa to này. Giờ ra ngồi tiếp vậy. Toàn con này thôi. Chép bài nạ chép nằm rất nhiều nhưng mà nó lầy quá, khó câu quá. Tình hình hôm nay là tôi bị móm. Câu được có mấy con chép nhỏ, mấy con tép thì thả hết rồi. Chung là điểm câu mới thì phải đi một vài hôm mới biết được. Chỗ này tăm khá nhiều nhưng mà ở dưới này toàn những rác dễ bèo. Thế là lấp hết mồi không câu được.
chú bên kia được một cá chim, hít rô phi. Giờ anh em tôi về, hôm sau về đây phục thù. Đây là sông Giá ở quê ngoại nhà vợ tôi, Thường Nguyên, Hải Phòng. Thôi xin chào các bác và hẹn các bác ở những cái video tiếp theo nhé.